Ngọc Ánh xin giới thiệu với quý vị một căn nhà được xây dựng lô góc, hai mặt thoáng, nằm ở trên trục ngõ thông, sổ hộ khẩu Hà Đông mà giá chỉ có chào bán 2 tỷ 050 triệu đồng thôi mọi người ạ. Mọi người có tin được không? Một căn nhà xây mới cả nhà và đất 4 tầng ngõ thông. Với cái căn nhà này thì ô tô nhỏ có thể lùi vào tận cửa, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Vị trí giao thông đi lại rất là thuận tiện. Cụ thể thì nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này, giá chào bán duy nhất của chủ nhà tính đến thời điểm hiện tại Ngọc Ánh đang quay là 2 tỷ 050 triệu. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, đường ngõ thông thoáng như thực tế ở trên video. Và với cái căn nhà này thì thông số nhà như sau: mặt tiền của ngôi nhà 4m, chiều dài 8m. Theo hiện trạng của căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Với căn nhà này thì gần với vị trí gì ạ? Gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với trục đường quốc lộ 6, xung quanh đầy đủ tiện ích cho quý vị chọn lựa. Với cái trường học mầm non, tiểu học, chợ, búa nó rất chi là gần, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở khu vực quận Hà Đông, hoặc quý vị nào đang đi làm ở khu vực theo cái trục đường Quang Trung đi lên Nguyễn Trãi cũng rất là hợp lý. Bởi vì sao? Đường Hà Nội mà đi lại chỉ trong vòng bán kính tầm 10 đến 12 km, rất là ok dành cho một căn nhà giá rẻ như thế này. Và Ngọc Ánh sẽ chia sẻ thêm, với căn nhà giá rẻ như thế này thì quý vị có thể vay được tối đa ngân hàng với cái căn nhà này khoảng tầm 1 tỷ 1 cho tới 1 tỷ 2 tiền mặt. Phần còn lại quý vị chuẩn bị tiền mặt cho Ngọc Ánh sẵn sàng để có thể mua được căn nhà này nha. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà với diện tích 32m2. Phòng khách của ngôi nhà thiết kế khá là đơn giản. Và ở đây thì mọi người có thể nhìn thực tế, bởi nó là lô góc cho nên thiết kế cửa ở đây là cửa hai thoáng. Cửa chính thì thiết kế là cửa cuốn. Và ở đây thì thiết kế cho mình một chiếc cửa sổ ra mặt ngõ là bên này, rất là thoáng ạ. Và cái phần mặt tiền của nó thì rất là rộng. Đây. Mặt tiền rộng cho nên nhìn vào nhà nó thoáng. Còn diện tích thì nó 32m cho nên nó không chia được phòng khách, phòng bếp riêng biệt mọi người ạ. Đấy. Và gạch lát nền thì gạch vân đá, kích thước gạch 60-60. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với cái căn nhà này quý vị chỉ xách vali về và giúp Ngọc Ánh ngay. Ngoài ra, đây là cái phần phòng bếp cho quý vị. Phần hoàn thiện tủ bếp rất là chỉnh chu, tủ gỗ an cường, chống cong vênh mối mọt, độ bền từ 8 đến 12 năm. Và xung quanh bếp thì được ốp, ở đây nó là kính ốp bếp. Nhưng mà mọi người nhìn thực tế, cái màu kính này nó rất là sạch sẽ, màu của nó là màu ghi xám. Mặt bếp thì là ốp đá đen granite. Và ở đây phụ kiện bếp rồi là mọi cái liên quan ở đây, chất liệu inox 304, lắp xong hết rồi. Theo đúng như hiện trạng thì cái căn nhà này rất là sạch sẽ luôn đấy mọi người ạ. Vừa mới dọn vệ sinh công nghiệp xong và chờ đón chủ nhân mới thôi, với giá chào bán 2 tỷ 050 triệu đồng. Ngoài ra, Ngọc Ánh sẽ bật mí thêm cho quý vị là ngoài cái căn nhà này thì ở phía bên trong, đằng sau lưng của căn này thôi, còn một căn nhà giá rất rẻ, 1 tỷ 890 triệu đồng. Và căn nhà 1 tỷ 890 triệu đồng thì Ngọc Ánh sẽ quay ở video sau cho quý vị nhé. Còn hôm nay chỉ tập trung vào căn nhà này thôi, 2 tỷ 050 triệu. Đây là phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà. Với cái căn nhà này thiết kế rất là hợp lý, vị trí thuộc quận Hà Đông, đi lại phù hợp với bác nào làm ở Hà Đông, làm với một số địa phận ở Chương Mỹ. Còn nếu như quý vị mà tham khảo nó xa quá, một số quý vị đang làm ở Mỹ Đình, Cầu Giấy này, hoặc là ở trên phố, thì có thể cân nhắc vị trí này trước khi đi xem nhà nha. Đó, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy, với cái căn nhà này Ngọc Ánh đã review chi tiết cụ thể ở phía dưới tầng 1, đường, hướng, giá, vị trí cho quý vị rồi. Vậy thì tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và trên tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau mọi người ạ. Hành lang đi vào cũng khá là rộng, cầu thang thì thoai thoải, không bị dốc. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì đây, thực tế thiết kế cho quý vị một căn phòng ngủ rất là rộng, với sàn gỗ tự nhiên lát ở dưới chân Ngọc Ánh. Và ở đây với cái căn nhà lô góc này thì quý vị có thể nhìn thực tế hai cửa sổ rất là thoáng. Với cái hướng nhà này hướng là Đông Bắc,
Và với cái căn phòng này thì hoàn thiện xong hết, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Đó. Cho nên nhà nào mà Ngọc Ánh đang bảo đang vào hoàn thiện, nhà nào mà về ở ngay thì quý vị có thể biết được luôn nhà này. Nếu như quý vị nào mà có nhu cầu cần về ở luôn thì căn nhà này đáp ứng đầy đủ tiêu chí cho quý vị mong muốn. Cửa thì thiết kế là cửa gỗ mọi người nhá. Đấy. Màu cửa thông phòng này với cái màu ở dưới sàn gỗ nó rất là giống nhau, đồng bộ với cái phần thiết kế ở đây. Cửa sổ thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Đấy, nói chung là với một căn nhà để mà nói 2 tỷ 050 triệu mà còn được hỗ trợ tới 1 tỷ 2 tiền mặt thì tiền ngân hàng thì quý vị thấy không, rất chi là hợp lý luôn ạ. Và mời mời theo em đi khám phá tiếp theo tầng 2 còn gì, còn phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2, siêu siêu rộng luôn. Đây là phòng vệ sinh quý vị ạ. Đây, quạt hút mùi, cửa thông gió, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Và trên phía tầng 2 này thì chủ nhà có ốp cho mình đá gạch 60-60 lên trên tới 2/3 của trần rồi. Nó rất là sạch sẽ, rất là thoáng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm. Và ở đây thiết kế là bồn cầu cũng như là hệ thống lavabo bàn đá. Đây. Hệ thống nước, điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước, công tơ điện, công tơ nước riêng biệt từng căn. Ở đây thì quý vị cứ yên tâm, có 6 căn, đã bán 2 căn. Chỉ còn 4 căn để cho quý vị lựa chọn thôi. Căn thấp nhất là 1 tỷ 890 triệu đồng. Mời người theo em lên khám phá tầng phía trên. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 nha quý vị. Đó, cũng được thiết kế một phòng ngủ rộng, cửa sổ thông thoáng y như tầng 2. Lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà chúng ta đã có 2 phòng ngủ riêng, đồng thời một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây. Quan trọng nó là vị trí đi lại. Và quan trọng nhất khi mà quý vị tìm hiểu, nếu như đã đúng khu vực rồi thì chắc chắn điều còn lại quý vị sẽ cân đối về cái giá bán, đúng không ạ? Thì cái giá bán này theo như Ngọc Ánh nhận định nó đang gần như là thấp nhất của quận Hà Đông rồi mọi người ạ. Còn một số căn thì cái giá của nó là 1 tỷ 850 triệu, 1 tỷ 950 triệu, thì cái vị trí nó có xa hơn Biên Giang một chút xíu. Tuy nhiên nếu như quý vị nào cân nhắc tham khảo hoặc là muốn được tư vấn thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhá. Và bây giờ còn phần tầng 4 của ngôi nhà, mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Với ở trên tầng 4 thì thiết kế ở phía cầu thang đi lên có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế. Rồi là mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Và trên tầng 4 này thì thiết kế như sau. Ở đây là phần phòng thờ của ngôi nhà quý vị nha. Đây, trên phía tầng 4 ngoài cái phần phòng thờ này thì chủ nhà thiết kế thêm một phòng ngủ nữa. Như vậy với cái căn nhà 4 tầng như thế này, chủ nhà thiết kế cho mình 3 phòng ngủ riêng biệt. Đó. Duy nhất ở trên cái tầng 4 này thì phòng ngủ nó hơi nhỏ một chút xíu thôi. Cái này thì tùy công năng sử dụng, quý vị có thể để làm phòng để đồ, quý vị có thể làm phòng làm việc, tùy mọi người. Còn ngoài ra thì đây là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Chắc hẳn quý vị sẽ nghĩ rằng với cái căn nhà ít tiền như thế này thì không biết là vị trí xung quanh như thế nào, thì đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn, xung quanh dân cư vô cùng đông đúc. Căn nhà này nằm trên trục ngõ thông, giao thông đi lại cũng rất là thuận tiện. Giá chào bán 2 tỷ 050 triệu. Đây là cái phần sân phơi mọi người ạ. Đấy, tầng 4 của ngôi nhà. Và với cái thiết kế của ngôi nhà thì Ngọc Ánh đã review rất là kỹ rồi. Vị trí thì là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.